trận đấu bắt đầu. Như vậy là anh Quý Hải Dương phá trước. Đây là trận tứ kết giải Chim Vi Nghiệp Dư đang diễn ra tại câu lạc bộ Crown ở ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Đây là câu lạc bộ Crown, là một tổ hợp poker và billiard. Đây là một sòng bài poker được cấp phép thi đấu giải poker và cũng cả bộ môn billiard. Dương Bieber, Toàn Mạnh thì đang đánh ở bàn bên trong. Toàn Mạnh gặp Thịnh Hải Dương cũng đang đánh tứ kết. Rồi, anh em Hải Dương đâu rồi? Chia sẻ bão like, chia sẻ video để cổ vũ cho anh Quý Hải Dương nào. Cả nhà bão like, bão tim, chia sẻ các kiểu đây. Trần Quyền, Dũng Thế Bình đang đánh ngay ở bàn đằng sau này, vẫn nhìn thấy này, mặc dù nó hơi nhỏ thì nhưng vẫn nhìn thấy. Ôi không được rồi, một con bi quá khó. Vậy là anh Sơn Bi đánh ăn được bi 1 nhưng chết cả cái, cơ hội cho anh Quý rồi. Hai cơ thủ bằng tuổi nhau, già nhất giải. Hai anh đều năm nay đều 39 tuổi rồi. Chúng ta cùng cổ vũ cho tinh thần của các hai cơ thủ tinh thần rất tuyệt vời. Hai anh đều đi đường xa rất xa xôi để lên đây tham dự giải. Đây là bàn đấu đầu tiên. Anh em chia sẻ mạnh video về tường đấy. Anh em Sơn Na đâu hết rồi, tôi chưa nhìn thấy anh em Sơn Na nào cả. Rơi em Ngọc Hải Dương loại rồi, còn mỗi anh Thịnh Hải Dương và anh Quý Hải Dương rồi. Thịnh Hải Dương thì cũng đang đánh tứ kết ở bàn bên trong. Rất chính xác, anh Quý Hải Dương cũng đang đánh rất quyết tâm. Nguyễn Linh, Thanh Hóa thì có Đinh Công Đại và Thanh Hề, nhưng mà Đinh Công Đại và Thanh Hề đều bị loại rồi. Anh Quý Hải Dương vừa rồi đánh trượt bi 5, nhưng rất may cho anh là con bi 5 lại ra bị đuôi rồi. Anh em nào Sơn La thì báo like cổ vũ mạnh thế nào. Đấy là phong trào bia ở trên Sơn La cũng như các tỉnh miền núi thì cũng không được mạnh bằng những mấy tỉnh miền xuôi. Nên là anh em phải chia sẻ thật mạnh để cho tất cả mọi người cùng xem cái phong trào, để cho cái phong trào bia nó phát triển lên, mọi người cùng xem và cổ vũ. A Băng trúng hợp lệ. Ồ nhưng vẫn bị lòi hình cho anh Quý rồi.
Rất tốt, anh Quý Hải Dương điều là con bi 7 rất đẹp mắt rồi, còn 3 bi thôi. Rất tốt, còn 1 bi 9 thôi. Rồi, 1-0 cho anh Quý đến từ Sơn A. Nguyễn Ngọc Hùng, ok. 1-0 cho anh Quý đến từ Sơn A. À quên, anh Quý đến từ Hải Dương. Nhầm nhòa thằng chồng trọt đấy. Nhiều cơ thủ quá xong à. Ngồi nhiều ngu hết người đi. Đấy, mấy ông Hải Dương thích xem nên nạp thẻ vào đây. Nạp thẻ cái số điện thoại đang chạy ở màn hình nhá. Cứ ngồi đây bắt bẻ. Có nạp thẻ không hay tôi tắt luôn đi. Khỏi xem. Nạp thẻ đây. Ngồi từ hôm qua nay người ngu hết người đi, loạn đầu óc rồi. Còn chưa được miếng nước nào đây. Còn bắt bẻ. Rồi, anh... Sơn La phá rất mạnh mẽ nhưng không chết bi nào. Hay quá nhở, Giang Chí Anh. Giang Chí Anh sao tự dưng lại đem mẹ mình để cho tất cả anh em ở đây sinh hoạt là như thế nào nhở? Giang Chí Anh này không biết quê ở đâu ấy. Đùa, Giang Chí Anh mang cả phụ huynh ra cho người khác sinh hoạt. Không biết quê ở đâu. Ôi chết, chết cái rồi. Giang Chí Anh quê chú ở Nguyễn Ngọc Hùng ơi. Rồi, anh Sơn Bi đã điều ra con bi được, con bi số 3 rồi. Chú Nguyễn Ngọc Hùng, chú về vào Facebook đó này, chú xem thông tin của anh nhé, xem nó quê ở đâu chứ. Rất tốt, còn 5 con bi nữa thôi.
rất mềm mại, anh Sơn Bi đã điều được con bi số 6 rồi. Vứt đi rồi, như vậy đã bị cò tay rồi. Cò tay rồi. Ôi, rất may cho anh Sơn Bi là anh vẫn chọc được gậy vào. Ồ, khó rồi. Cái dính vào, gần dính vào 8. Rất khó cho anh Sơn Bi. Không biết còn cơ hội nào cho anh không đây. Trượt rồi. Ui, cơ hội cho anh Quý đến từ Hải Dương rồi. Như vậy rất đáng tiếc cho anh Sơn Bi. Anh điều lỗi một con bi phát là ra tình huống khác luôn. Chính xác. Đó, điều chín thẳng lắm rồi. Tốt, tỷ số là 2-0 cho Quý Hải Dương. Anh Quý Hải Dương đã vượt lên dẫn trước 2-0 rồi. Quá hấp dẫn. Hơi chia buồn cho anh Sơn Bi là anh điều một con bi ra hơi bị cò tay. Thế là anh điều lỗi con 8 mà đánh trượt luôn. Đúng là sai một ly thì đi một dặm luôn. Hai không cho anh Quý Hải Dương. Mà Văn Hiệu giải này 20 tấn thóc. Tốt. Hai không lên tỷ số kìa. 2-0 kìa. Tốt. Đây mít rồi. Đây. Toàn tầm đấy. Đây.
Đi. Hoàng Quốc Việt phí giải nghiệp dư thì chỉ mấy trăm thôi mà. Thường thì vẫn phải chuốt đi tí. Anh Quý Hải Dương đang đứng trước cơ hội là một chấm ra nào. Còn 4 bi thôi. Anh Quý Hải Dương đang đứng trước cơ hội đi một chấm gian lao. Anh đang đánh rất tự tin. Mặc dù anh đã có tuổi, tóc đã nhuốm màu hoa dâm rồi, nhưng mà anh nhìn anh rất nhanh nhẹn. Anh mặc chiếc áo sơ mi body, tác phong đi lại rất nhanh nhẹn. Còn 2 bi thôi. Tốt. Ui tôi chết, tôi. Úi rồi ôi. Tí nữa thì lụt, may là vẫn chém được. Nhiều áp phê thế. Còn bi 9 thôi. Tốt, tỷ số là 3-0, một chấm ra nào, quá hay của anh Quý Hải Dương. Anh nâng tỷ số lên 3-0 rồi. Quá tuyệt vời. Anh em Hải Dương đâu hết rồi? Bão like, cổ vũ, chia sẻ video về tường các kiểu đi. Ít người xem thế nhở? Anh em Hải Dương cổ vũ hơi yếu pin nhở? Mà anh em Sơn A đâu hết rồi? Anh em Sơn A cổ vũ còn yếu hơn. Thành ra anh Sơn B chưa được chấm nào. Anh em Sơn A của Vũ hơi yếu. Cho anh non bỏ hút nhá. Cốc một cục đá thôi, không cần nhiều đá đâu. Vẫn là một cú phá không chết bi nào. Phong độ phá của anh Sơn Bi rất ổn định. Phá đều không chết bi nào. Chạy à? Đâu, giải, có giải sau lộp ít thôi. Có giải sau thì là lộp 300 rồi. Giải nhỏ hơn. Giải này giải to không cố gắng. Thắng phát là vào.
Nhà này hiếm lắm, chứ còn đi đánh giải có chuyên nghiệp chả có cảnh gì. Giải nghiệp dư này cố được. Ok. Quá hay. Của anh con một phải nói cực kỳ sắc xuất sắc. Một pha chém một quá đẳng cấp của anh Sơn Bi. Chúng ta cùng chờ xem màn trình diễn của anh Sơn Bi. Tốt. Rồi, anh Sơn Bi điều ra 4 rồi. Tốt, anh điều tay bằng tay trái luôn. Anh điều 5 lỗ 10. Tốt. Ờ vậy. Cơm của ai? Không, không phải của anh. Tốt. Còn 2 bi thôi. Đi hết thì là một pha dọn bàn và nói quá đẳng cấp của anh Sơn Bi. Cầu thủ nổi tiếng hay nhất Sơn La. Cầu thủ Phủi nổi tiếng của làng bia Phủi Việt Nam.
Anh cực kỳ mềm mại và uyển chuyển. Tốt, tỷ số được rút ngắn 1-3 cho anh Sơn Bi. Cả nhà cho anh Sơn Bi một tràng bão like đi. Anh em Sơn La đâu hết rồi? Anh em của huyện, của bản Lóng Luông đâu hết rồi? Cho anh Sơn một tràng bão like, bão tim đi, cho máu lửa đi. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 cho anh Sơn Bi. Phải nói một pha dọn bàn rất hay. Hai cầu thủ đều có tuổi rồi nhưng lối đánh đều rất mềm mại. Trong bia thì không nói trước được điều gì. Sai một con bi là đi ăn cắp ngay. Cả hai cầu thủ anh em phải hiểu được vào được đến tứ kết này thì cầu thủ nào cũng đều là cầu thủ rất hay rồi, chứ không có ai kém cả. Tốt, mở pha tốt rồi. Ra hình không? Quá tốt, điều được 6 rồi. Rất hay. Rồi, còn 3 bi nữa thôi. Anh Lucky Hoàng đánh ở bàn bên trong, tôi cũng chưa cập nhật được. Đó, còn 2 bi thôi.
Một pha đầy cú lê áp phía trào rất mềm mại của anh Quý. Nhưng mà giá hình hơi bổ dưa một tí. Nhưng mà chắc là với kinh nghiệm tuổi tác của mình thì anh sẽ rửa vô rất là tốt. Ui dồi ôi, rung ở phút 90. Như vậy là y như Manu đêm qua, rung ở phút 90. Quá đáng tiếc cho anh Quý. Như vậy là anh Quý này cũng không hay rửa bô. Quá đáng tiếc. Y như Manu hôm qua. Manu hôm qua cũng trượt dùng ở phút 90, và hôm nay anh Quý rùa Hải Dương cũng dùng ở phút 90. Hai ba tỷ số được rút ngắn xuống 2-3 cho anh Sơn Bi. Quá đáng tiếc cho anh Quý. Nói là đúng bi à, không nói trước được điều gì. Sai một con bi là đi ăn cắp ngay. Ván bi tiếp theo thì anh Sơn là người phá bóng. Giá hình này không biết anh Sơn Bi sẽ chạy đạn như thế nào đây. Rồi, anh nhét cái và đít thằng Bi số 5. Đùi rồi. Rất căng thẳng. A băng trúng nhưng vẫn bị lòi hình.
Căng rồi, tứ kết rồi là căng lắm. Nguyễn Tiến Vinh anh Thành cực kỳ đáng tiếc, anh Thành bị loại ở 1-16, tranh vào tứ kết. Loại với tỷ số là 65, loại tỷ số 65 ở ván chung kết, nói cực kỳ đáng tiếc. Vâng, như vậy anh Sơn Bi đã quyết định bắt đuôi rồi. Một thế Bi theo tôi rằng là tương đối khó. Tương đối khó dành cho anh Quý Hải Dương. Trận đấu rất cần não của hai cơ thủ già nhất giải. Trời ơi, xéo đầu. Chút xíu của tôi là trúng. Quá đáng tiếc cho anh Quý. Nghĩa Tình, Dũng Thế Bình đang đánh ở bàn đằng sau kìa. Rồi, ra là còn 6 rồi. Còn 4 bi trên bàn. Không biết với thế bi này thì anh Sơn Bi có giải quyết được không đây. Hoành Cường. Sợ một pha cú lê áp phê quằn quại của anh Sơn Bi. Rất đẹp mắt. Anh Sơn Bi đang thể hiện được phong cách chơi rất mềm mại uyển chuyển. Vâng, một pha chuyền bóng cho đội bạn của anh Sơn Bi. Anh điều 8 rất tốt nhưng anh quên chưa ăn 7.
còn 2 vị thôi. Kenny Hoàng, tôi nói như nói thầm làm sao nghe thấy được. Hay quá, điều ra 9 rồi. Tỷ số được nâng lên 4-2 cho anh Quý đến từ Hải Dương. Cả nhà cho anh Quý đến từ Hải Dương chàng bão lại đi. Bốn hai cho anh Quý rồi. Một pha phá bi ra hình rất đẹp của anh Quý rồi. Một cửa lỗ, tất cả đường riêng. Không anh ơi, nghĩa tình, ok nhá, triển nhá. Triển chiêu luôn nha anh nghĩa tình nhá. Xong giải này thì em mới post bài, anh nghĩa tình hiểu không? Hiểu ý em không? Post bài trước nó bị loãng. Nghĩa tình em làm xong cờ với cúp rồi. Không phải lo, cờ cúp em làm xong rồi. Dương Ngọc Thịnh, ok em ơi, em có lên Hà Nội alo anh. Em ở đâu? Hà Xuân Sơn, Hoàng Phú Thọ quay nhiều quá. Cháy hết máy rồi. Hoàng Phú Thọ đang đánh ở bàn đằng sau. Rồi, chỉ còn có 3 bi nữa thôi. À, Dương Ngọc Thịnh em sai anh thắng à? Bảo anh thắng dậy luôn chứ. Rất tốt. Hơi lon tay nhưng vẫn ok. Con này đánh hơi mềm tay, cúp mềm tay nên là ra chín. Thắng. Như vậy xin thông báo với 500 anh em rằng là anh Giàng A Báo đã xuất sắc vượt qua Hoàng Phú Thuật với tỷ số 6-5.
quá đẳng cấp. Xin chúc mừng anh Giàng A Báo, thật tuyệt vời cho một chàng trai của dân tộc Lùng đã tiêu diệt Hoàng Phú Thọ trong một trận tứ kết nghẹt thở với tỷ số 6-5. Quá đẳng cấp. Anh Giàng A Báo đã bị Hoàng Phú Thọ dẫn 5-3 và anh Giàng A Báo bật tôm 6-5. Một trận đấu không tưởng của anh Giàng A Báo. Cả nhà cho anh Giàng A Báo một trận báo lại. Còn bàn này thì cũng quá tuyệt vời, anh Quý Hải Dương đã mục pha dọn bàn quá đẳng cấp, anh nâng tỷ số lên 5-2. Như vậy anh Giàng A Báo đã lọt vào bán kết rồi. Tuyệt vời Giàng A Báo. Cả nhà cho chàng Giàng A Báo một chàng bão lại bão tim đi. Như vậy anh Giàng A Báo đã loại ứng cử viên vô địch của giải là anh Hoàng Phú Thọ. Phải nói quá tuyệt vời anh Giàng A Báo. Đúng rồi, Hà Xuân Sơn hôm nay đánh hết giải. Cơ hội đặt penalty cắt tiết trận đấu cho anh Quý đến từ Hải Dương. Cơ hội cắt tiết trận đấu cho anh Quý Hải Dương. Kenny Hoàng, anh Giàng A Báo thì dân tộc Lùng ở trên vùng núi Cao Bằng, Nguyễn Thạch Anh ông bị dở, Quý này là anh Quý già lõ đầu ở Hải Dương, Quý nào đệ của học trò của Phúc Long, Quý học trò Phúc Long là Quý tí tuổi đầu, quê ở Ba Vì, Hà Nội. Trai họ Trần. Và đằng sau thì tôi cũng chưa cập nhật được trận đấu. Tỷ số bao nhiêu? Cơ hội cho anh Quý Hải Dương cắt tiết trận đấu. Chỉ còn 3 con bi trên bàn thôi. Rất tốt, còn 2 bi thôi. Anh Quý cách trận bán kết 2 con bi nữa thôi. Tất cả anh em Hải Dương chờ xem. Như vậy là bàn đằng sau thì anh Toàn Mạnh cũng đã bước chân vào trận bán kết rồi.
Quá hay, còn một bi số 9 nữa thôi. Rồi, xin chúc mừng anh Quý đến từ Hải Dương đã vào bán kết và anh Toàn Mạnh cũng vào bán kết rồi. Hay quá. Anh Quý trận này đánh hay quá nhỉ. 2 chấm à? 6-2, kết thúc game over. Xin chúc mừng anh Quý của Hải Dương đã vào trận bán kết. Bây giờ là 2:30. Nghỉ ngơi nửa tiếng, đúng 3 giờ đánh bán kết nha anh em nhé.